Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Du khách thấy lòng đỏ trứng trôi nổi định vớt lên, nhưng ngư dân đã vội vã ngăn lại. Một cô gái trong một lần đi chơi biển với bạn bè, vô tình nhìn thấy một vật trôi nổi trên mặt nước giống như lòng đỏ trứng gà. Vật này làm cho cô rất tò mò, muốn tiến đến gần xem để tận mắt. Một lúc sau, lòng đỏ trứng này vẫn bồng bềnh trên nước và trôi dần về phía cô gái. Cô gái nhìn kỹ vật lạ và định đưa tay ra bắt lấy nó, nhưng may là một người dân địa phương đã ngăn cản kịp thời. Khi người đó đã nói cho cô biết đây chính là con sứa trứng, sở dĩ nó có tên gọi như vậy vì hình thù của nó trông không khác gì là lòng đỏ trứng gà. Nó là một loài sứa rất là độc, khi tấn công nó sẽ phóng dịch độc vào đối phương, vì thế chúng ta không nên đến gần chúng. Một con sứa trưởng thành được đặt tên là Medusa, một tên của một con quái vật trong thần thoại Hy Lạp. Thông thường thì nó có hình dạng tương đối to, xúc giác rất phát triển. Loài sứa này có bề ngoài giống như trứng ốp la, vì thế mọi người thường tưởng nó là lòng đỏ trứng. Chúng thường sống ở vùng biển gần địa Trung Hải. Thực ra nhìn chúng thì rất đáng yêu, bề ngoài sáng bóng đẹp mắt hơn các loài sinh vật biển khác.